Rồi, hello anh em. Tiếp tục em lên một siêu phẩm đấu giá 45 ngày về nha anh em. Đó, Honda Giro X 4 thì FI. Con này order xe lướt nè anh em, có 7.000 mấy cây nè anh em, mà có full thùng luôn. Cái thùng anh em nhìn cực đẹp. Đó, cái thùng nhìn như mới anh em. Nè, anh em nhìn cái thùng nè, không có gãy, không có bởi bát gì hết trơn anh em, rất là đẹp cái thùng nè. Rồi. Nè, thùng bát đồ là cực đẹp nghe anh em. Và con này order là 7.664 cây nghe anh em. Và con này em bán giá công khai luôn là 30 triệu nha. Anh em không lấy thùng mà em trừ thẳng lên cho anh em 2 triệu nha. Riêng cái thùng này trừ 2 triệu. Cái thùng này trừ 2 triệu nha anh em. Anh em lấy xe không bán 28 triệu cho anh em. Đó, bao này máy móc nguyên zin về anh em, chỉ đổ xăng và sử dụng thôi. Cái đổ trước con này cũng lạ lạ nè anh em. Cái phơm rổ con này nè, mới đầu về là em tưởng nó ủa sao vận chuyển cái mớp cái rổ vậy, nhưng mà không phải anh em, đặc trưng zin nó là cái rổ nó nhìn anh em nó vuông vuông mà nó to mà nhìn nó lạ lạ hơn đó lắm anh em. Đó, bụng xe lướt cực đẹp nghe anh em, khá đẹp, về chưa vệ sinh luôn, vừa về còn đóng bụi luôn anh em, còn khi anh em nó dính đất đen 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 rồi nè, chưa vệ sinh luôn á, còn đóng bụi nè anh em, nè anh em nhìn bụi nè, em quét sơ qua nhìn tay em thấy bụi nè anh em, nè anh em chưa vệ sinh luôn nha. Nè, nói chung là chưa tẩy rửa gì chứ nè. Đúng một chiếc xe mọc zin nội địa về đấu giá vậy, khá đẹp nghe anh em, 7.600 cây. Máy con này cực dữ, máy bao zin bao im cho anh em, bán 30 triệu nha anh em. Chung là những xe tuyển chọn nó đủ đồ rồi ha, giá thì nó cao hơn ha. Full phụ kiện, cái thùng nhìn đã không? Nếu mà anh em không lấy thùng trừ cho anh em 2 triệu nha. Điên thùng này gắn vô mấy con xe cọp đẹp lắm nè. Đó, một con xe khá đẹp. Order chỉ 7.000 mấy anh em. Nè, nè anh em nhìn này nè, chưa vệ sinh là thấy anh em chưa vệ sinh nè. Nè, nó còn đất bụi kho nữa anh em nhìn nè, nè nó còn đống lên đen đen nè. Bụi này là bụi bụi như kiểu bụi kho mà như bụi nhớt vậy nè. Chưa vệ sinh mà đẹp cỡ này nữa. Đó, full phụ kiện về mấy con này là nếu mà full phụ kiện và full thùng gì là đấu giá 45 ngày về tới cam, anh em chưa tính thời gian về tới mình nữa. Những xe đấu giá thì nó cao hơn nha, tại vì những xe lựa anh em, còn những xe mua lô thì giá thấp hơn nên nó bán giá thấp cho anh em. Em mua con xe nào mà giá tốt là em sẽ phải bán giá tốt cho anh em. Nó và con này là anh em đang muốn một con xe mà cộp cộp mà giữ chắc mà mua về tặng cho bố mẹ hay là mua tặng cho ai đó ha. Mấy con này hỗ trợ những người lớn tuổi hay chân yếu gì đó anh em. Đặc trưng zin của nó là nó lật qua lật lại nghe anh em. Nè, nó nghiêng qua nghiêng lại nè. Nè, nó nghiêng nè. Đó, nó nghiêng nghe anh em. Nó nghiêng qua vậy đó. Nó vận chuyển được là nó nghiêng qua nghiêng lại nha. Nhưng mà nếu mà hỗ trợ chân yếu thì cứ alo em làm đứng xe vậy nè anh em. Em hướng dẫn cho anh em cách làm đứng xe mà vẫn chạy được bình thường ha. Nhưng mà đặc biệt con này những con xe ba bánh bên em là không có số lùi nha anh em. Những xe nội địa ít có con nào có số lùi lắm. Không có số lùi đâu anh em, vì cái động cơ mà có số lùi, cái phần số lùi nó làm là cái chi phí rất là cao nè. Nên những con này là không có số lùi đâu anh em. Đó, con này là động cơ 50cc FI. Những con mà động cơ 50 rồi anh em đừng sợ yếu, nó chạy 5-60 luôn anh em. 4-50, 5-60 là khỏe nha. Nó là động cơ 50 FI nè. Ba bánh vỏ lớp vậy, cua những xe tiến chọn mà. Nè, kính chắn gió nè. Chưa đánh gì trên này. Full thùng cái thùng khá đẹp, cái thùng khá chất luôn nè. Tính lấy cái thùng ra đó. Tính lấy cái thùng để gắn mấy cái xe mà cập nữa nè. Đẹp về, nhưng mà thôi nữa đã về một con xe được nó nguyên hình nguyên vẹn như vậy thì cứ để như vậy đi. Còn anh em là không thích thùng trừ 2 triệu, trừ thẳng 2 triệu cái thùng nữa ha. Đó, khách cũng đang cần những cái thùng như vậy nè. Nhằm khi mua những xe ba bánh về kiếm một cái thùng không có, ít có lắm anh em. Nhưng mà con nào về có thùng thì vẫn để có thùng, nhưng anh em nào không thích thì trừ tiền ra. Đó, trừ tiền cái thùng ra thẳng 2 triệu cho anh em luôn á. Những thùng đẹp đẹp như thì để lại chơi cũng được nè. Gắn mấy con xe nào
Nó lạ luôn. Thùng quá đẹp. Thùng zin nội địa nha nè, chứ không phải những cái thùng ở đây mà gắn lên nè. Con này order như 7.600. Đó, máy móc là động cơ 50cc đề từ FI các anh em, tiết kiệm xăng lắm nha. Anh em hỏi những cái phần bọn xe này, hỏi về đăng ký Việt Nam và đăng ký thủ tục thêm nhiều, nó không có đăng ký được đâu nè, trong đâu không có đăng ký được đâu, vì những xe nội địa Việt Nam mình đâu có dòng này đâu, nên anh em đừng hỏi vấn đề đăng ký. Mà nếu anh em có đại mà làm thanh lý mà không rẻ nữa, nếu mà làm thanh lý từ 3-4 xác xe nữa chưa làm được là thanh lý nữa, nếu mà anh em đi đúng đại thanh lý từ 2 hoặc 3 cái xác xe nữa là chi phí. Nếu mà con xe mà anh em mà có đại, mà anh em làm nói thẳng là anh em có đại thanh lý nha, lần xe ra từ 100 triệu lên mới có được vé. Nên anh em đừng hỏi phần giấy tờ đăng ký, nó không phải những xe Việt Nam mình đăng ký 200-300 ngàn đóng thuế đâu nè. Đừng hỏi mà vấn đề đăng ký mà em ha, con này rẻ như xe điện, anh em cầm tiền mua xe điện 20-30 triệu, xe điện thì cỡ 2-3 xác xe điện chưa bằng mấy con này nữa, chất lượng xe điện đâu bằng được anh em. Vì cái xe này là con xe nội địa Nhật của người ta mà, đúng chiếc xe nội địa nguyên zin về. Thay vì anh em mua xe điện thì cái độ bền nó đâu bằng mấy con này anh em, đúng không? Nhưng mà xe điện thì chạy không giấy, nó không cần giấy. Nhưng mà mấy con xe này thì nếu mà người lớn tuổi lên thì gắn biển số thì chơi vòng đi thì cứ nói bình thường thôi anh em, chứ sao giờ, đúng không? Đã mình chấp nhận chơi rồi, anh em đừng hỏi ra đường đi sao, đi đứng bao xe xin thôi anh em, còn vấn đề đi đứng anh em tự lo ha. Đó, khá đẹp anh em, 7.000 mấy dạng lướt mà chưa vệ sinh luôn anh em, đúng là hẳn chưa vệ sinh, còn nào bụi nào về bụi chưa thể rửa gì chứ, và những nguyên zin cỡ này nè, đó nè, còn mấy cái bát này chưa thể rửa luôn anh em, dính vào cái bụi nè, bát 7 màu nắp xăng nè. Đẹp không, da yên zin full phụ kiện, gặp máy đẹp anh em, rổ trước kính chắn gió 2 kính, những xe cặp cợp nhìn thích lắm anh em. Đó, những xe đấu giá vậy thì giá nó cao hơn nha, tại vì mua xe lựa mà, còn mua lô thì giá nó tốt hơn anh em. Anh em nhìn mấy cái bát này còn mấy can hết, phun thùng có ba ga sao, nhầm người gắn thùng người ta không gắn ba ga anh em, nhưng mà em bán là phải phun hết cho anh em về, thí dụ như mình không thích thùng mình để cái thùng đây, mai mốt mình có thích thì mình gắn vô lại ha, có ba ga. Nhưng mà ba ga mình, cái ba ga này mà anh em không bán những chỗ mà bán có thùng nhưng mà không có ba ga, anh em nhầm khi ta gỡ dẫn xe chua lũi kỳ lắm anh em. Nó khi không có thùng ta gỡ ra ta gắn ba ga bình thường, đúng không anh em? 30 triệu mua món quà tặng bố mẹ gì đó, tùy ý anh em ha. Hỗ trợ chân yếu người lớn tuổi nha anh em, những xe này thì chạy bao chất lượng và bao độc cho anh em rồi, hơi bị độc nhiều khi anh em chưa thấy ở ngoài nó chạy sao nữa, chưa biết ở ngoài là thế nào nữa. Rồi những xe nội địa Nhật dòng này thì khi em về cái dòng này là hơi bị nhiều mà. Riêng dòng này mà em không bán nhiều, không ai bán nhiều đâu anh em tham khảo thị trường thoải mái đó, và giá em bán là lúc nào cũng công khai cho anh em hết, công khai niêm yết nó chuẩn chỉ, không fit không bọc ship nghe nè, vì giá đã quăng thẳng vào mắt anh em rồi, lúc nào cũng vậy, bán là phải giá là đưa trước đầu tiên cho anh em hết ha. Máy móc là cực im, máy nguyên zin, im máy mượt mà cho anh em, động cơ FI tiết kiệm xăng luôn, còn gì bàn cãi nữa anh em. Thay vì anh mua xe điện chơi mấy xe này vừa chơi độc mà vừa lạ nữa anh em, mà chất lượng hàng đầu nha.
Rồi anh em nào mà đang quan tâm và đang có nhu cầu sở hữu một con xe ba bánh nội địa Nhật ha, full phụ kiện đấu giá 45 ngày về ha, full kính chắn gió, hai kính rổ trước, ba ga sau và có thùng sau luôn nha anh em, ba vỏ lốp dày cui bao đẹp, máy zin im máy mượt mà cho anh em về sử dụng ha. Rồi giá em bán công khai con này là 30 triệu, anh em quan tâm thì cứ call hoặc call Zalo ha, con số điện thoại hoặc Zalo 0832354148 nha anh em. Giá em nói là 30 triệu full phụ kiện ha. Anh em nào không lấy thùng em bớt hẳn 2 triệu cho anh em ha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video luôn.